Thưa quý vị, kết thúc tuần qua, giá vàng giảm xuống gần mức 2.000 đô la Mỹ trên một ounce sau khi vượt lên mức gần 2.050 đô la Mỹ trên một ounce vào giữa tuần trước. Theo khảo sát của Kitco News, các nhà đầu tư vẫn lạc quan về giá vàng trong thời gian tới. Ngược lại, các nhà phân tích tại phố Wall đã có lập trường thận trọng hơn. Nguyên nhân giá vàng bất ngờ quay đầu giảm do tác động bởi áp lực bán ra chốt lời của các nhà đầu tư. Theo các nhà phân tích, mức giảm chỉ mang tính tức thời về dài hạn vàng đang có xu hướng gia tăng nhưng sẽ chậm hơn so với tuần trước. Giá vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng trong thời gian tới, ngay cả việc thị trường đang có nhiều dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 5. Ở một phân tích khác, các chuyên gia kim loại quý tại phố Wall nhận định, áp lực thị trường từ sụp đổ của hệ thống ngân hàng Mỹ bắt đầu giảm bớt, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều này làm cho giá vàng tăng chậm và ổn định hơn. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng 4 số 9 tại SGC thành phố Hồ Chí Minh là 66,3 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67 triệu đồng trên một lượng bán ra. SGC Hà Nội niêm yết ở mức giá 66,3 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,02 triệu đồng trên một lượng bán ra. Doji Hà Nội niêm yết ở mức giá 66,35 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67 triệu đồng trên một lượng bán ra. Doji thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng trên một lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng trên một lượng. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm Việt Nam đồng trên đô la Mỹ áp dụng trong ngày 16 tháng 4 ở mức 23.588 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức giá 23.450 đến 24.717 đồng trên một đô la Mỹ, mua bán